má con lên bằng mổ rồi hả? Bây giờ dì ba nói bác sĩ là mổ đi cho má con đi, rồi khoảng 10 phút nữa là con đem tiền tới liền cho dì ba. Dạ, rồi dì ba cố gắng giúp con nha. Ồ, chào ông giám đốc. À, phòng làm việc của ông có vẻ sang trọng quá nhỉ. Thì tôi đến đây hôm nay á, mục đích của chị về việc mà chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước đó. Thật là nực cười. Ông nghĩ một mạng người với chức vụ cao như hắn mà chỉ có giá 50 triệu thôi sao? Ít nhất thì cũng phải 150 triệu chứ. Sao? Ồ, ông nghĩ vậy là cũng đúng rồi. Giết người là nghề của tôi, không có nó thì làm sao tôi sống được. Thôi được rồi, coi như là chúng ta lễ tình chúng ta có sự quen biết với nhau. Tôi đã nhét chót 100 triệu. Ngay bây giờ ông phải chuyển vào tài khoản của tôi 50 triệu. Sau phi vụ này tôi sẽ lấy số còn lại bằng không, thì ông sẽ biết hậu quả của nó rồi đó. Còn bây giờ nhiều không gian này lại cho ông. Alo, nghe gì ba? Sao? Má con mất rồi hả gì? Thank you.